Liên quan đến sai phạm về xây dựng trái phép tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen ở Lâm Đồng mà bản tin thời sự đã phản ánh hồi đầu tháng 3 vừa qua, và ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu công ty này tạm dừng thi công các công trình của dự án. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tạm dừng thi công xây dựng các công trình hạng mục chưa đủ điều kiện pháp lý trong phạm vi dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở ngành và địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tồn tại liên quan đến dự án. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai, Ủy ban Nhân dân thị xã Đạm Ri được xác định là chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc là đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm tại dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm điểm rút kinh nghiệm vì chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với quá trình triển khai dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Trước đó, bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phản ánh về việc dự án mới chỉ được phép xây dựng 4 công trình. Tuy nhiên, thực tế đã xây dựng nhiều công trình với khoảng 30 hạng mục kiên cố gồm đường, nhà ở và một số công trình khác.